mốt đích đanh Lê của tôi rồi. Lê ơi, có sao không Lê? Đi đứng kiểu gì vậy? Dạ, em xin lỗi anh ạ. Giờ em vội quá nên không cẩn thận. Anh thông cảm cho em nhé. Thông cảm, tôi thông cảm cho cô rồi. Ai thông cảm cho đăng Lê của tôi? Cái vấn đề nó không phải là mốt về vật chất, mà nó mốt về kỷ niệm, về tinh thần. Làm tổn hại tinh thần tôi. Cái này là cả một bầu trời kỷ niệm của người ta. Bây giờ đâm mốt đích kỷ niệm người ta rồi. Nói thông cảm là thông cảm sao? Nói cái mặt cái nhơn ra. Bồi thường đi. Thế thì theo anh, vết móp này phải bồi thường bao nhiêu ạ? Này vô gara ít nhất cũng phải 6, 7, 8, 9, 10 triệu á. À, anh ơi, hôm nay em đâu có lịch quay đâu. À, anh gọi em lên đây chi vậy? Có vài mới cho em đúng không? À, không phải. Có chị giám đốc sản xuất tới. Dạ. Chị muốn xem lại toàn bộ diễn viên, kể cả diễn viên của chúng. Chị rất là cẩn thận và chu đáo đấy. Dạ. Chị tới rồi kìa. Chào chị ạ. Chào anh. Dạ. Mọi người đến đủ chưa anh? Dạ, thiếu mỗi mình chị ạ. Hôm nay có khoảng bao nhiêu người anh nhỉ? À, hơn 50 người chị ạ. Mọi người đang tập trung ở kia kìa. Thế mình đi thôi. Vâng, chị đi trước. Dạ. Em chào anh ạ. Ồ. Xin lỗi đã để anh đợi hơi lâu. Em bận giải quyết nốt một chút công việc ạ. Không sao. Lan ngồi xuống đi. Vâng. Em cười lên có được không? Có chuyện gì thế ạ? Ly cà phê của anh đắng quá. Mà nụ cười của Lan thì rất ngọt ngào. Nó có thể khiến cho ly cà phê của anh ngọt ngào thế. Anh Bách cứ trêu em. À, mà xe của anh sao rồi ạ? Có bị hỏng nặng lắm không anh? Anh lại phải cảm ơn em vì điều đó. Vì điều gì ạ? Vì em làm hỏng xe của anh. Anh lại có lý do để mua xe mới. Anh Bách vui tính thật đấy. Sáng nay em thấy anh có vẻ giận lắm. Thế mà trưa nay lại mời em đi ăn. Em ngạc nhiên lắm đấy. Anh hẹn em ra để xin lỗi về chuyện đó. Sáng nay anh có bực bội một vài chuyện riêng, cho nên buông lời không hay với em. Em đừng bận tâm nha. Không có gì đâu anh ạ. Gặp phải tai nạn xe thì bực mình cũng là chuyện bình thường mà. Đồ ăn ở quán này ngon lắm. Để anh gọi cho em. Em im lặng đi có được không? Nhưng mà từ nãy đến giờ em có nói gì đâu ạ. Nãy giờ em không nói gì à? Tại sao giọng nói ngọt ngào của em cứ văng vẳng bên tai, rồi in hằn vào trong tâm trí của anh, làm anh không thể nào tập trung gọi món được. Món này món gì đây? Anh Bách vui tính thật đấy. Anh đang làm nghề gì ạ? À, anh là diễn viên. Thật á? Ừ. Em là nhà sản xuất phim đấy. Trùng hợp quá ạ. Anh làm gì đấy ạ? Anh không thể ngồi đó được. Em nghĩ đi. Một thằng diễn viên quen như anh ngồi trước một người phụ nữ xinh đẹp lại là sản xuất phim như em, làm sao anh có thể đối mặt đây? Anh may mắn lắm đấy nhá. May mắn gì? Em nghe nói kịch bản mới sửa thêm cho anh hơn 20 phân đoạn đấy. Vậy là vai của anh có thoại đúng không? Có thoại, anh gần như là thứ chính luôn đấy. Thôi, anh vào make up và thay đồ đi. Anh cảm ơn em nha. Alo. Anh nghiêm cấm em nha. Nghiêm cấm đưa cái chuyện cá nhân vô công việc nha. Sản xuất vừa báo với anh là anh được lên vai thứ 9 theo cái sự chỉ đạo của em kìa. Em vừa phải thôi. Em cứ vậy hoài cái anh thương suốt đời luôn á.